So these are the papaya seeds, hộp đu đủ nè, trồng cây đu đủ nè, trồng cái hộp đu đủ ươm nè, hộp đu đủ. I have 5 containers here. So đây là lá bầu lót ở dưới cho nó đừng có bị đất nó lủng lỗ nó chảy ra, đất chảy ra. Thì cái này nó có lủng lỗ nhiều, lỗ dưới cái rổ có lỗ nhiều. Bỏ chút xíu nước xong rồi. You're gonna miss them. Khoai tây hả? Ở lát mình gặp hái khoai tây được. Trồng gì vậy? Trồng đu đủ. Khoai tây chỗ đó, chỗ cái dừa hả chị? Hôm nay ngày 5 tháng 7 rồi. Mình cũng được 45 tuổi rồi. Nhưng mà không sao, cha già thì vẫn măng mọc thôi. Người già thì có next generation, phải có next generation. Đây là cái rổ nó có lỗ nhiều cho nên mình phải hứng này cho nó giữ nước. Okay, that's it.